Hiện nay thì bà con nông dân trong tỉnh Trà Vinh đang bước vào thu hoạch vụ mía năm 2023-2024 với hiệu quả rất cao bởi vụ mía năm nay thì vừa đạt được năng suất cao lại vừa có giá nên đa số người trồng mía đều có lãi. Hiện nay, bà con đã thu hoạch được gần 1 phần 3 diện tích mía đã xuống giống, với năng suất trung bình đạt từ 13 đến 15 tấn mía nguyên liệu một công. Điều quan trọng hơn là giá mía năm nay được công ty mía đường Trà Vinh thu mua khá cao với 1.280 đồng 1 kg tại ruộng. Và khi người trồng mía thực hiện hoàn thành đúng hợp đồng, thì sẽ được công ty trả thêm 50 đồng 1 kg mía nguyên liệu. Đây là giá mía cao nhất từ trước đến nay. Theo tính toán của nông dân, sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư, người trồng mía đều có lãi từ 4 đến 5 triệu đồng.